Tình huống khẩn cấp, làng bị chia cắt và mất hoàn toàn mọi liên lạc nên trưởng thôn Kho Vàng đã quyết định động viên cả làng di rời lên núi cao lánh nạn. Đây là một trong những người mà được nhiều người rất là phấn khởi, quan tâm tới, là anh trưởng thôn Kho Vàng rời 115 người dân lên núi. Tôi phải tự quyết định vì mất liên lạc. Vì lúc đó là bão số 3 đã đi qua và gây lũ thiệt hại cho bà con miền Bắc chúng ta rất lớn và mất liên lạc. Và anh trưởng thôn đã sáng suốt quyết định và đã có kinh nghiệm để di dời cho bà con. Có những việc làm chưa ai dám nghĩ tới, nhưng có một người đàn ông đã cứu được 115 người ở Lào Cai, Yên Bái do trận mưa lũ quét vừa rồi chúng ta cũng đã biết. Thì mình tường thuật lại trích dẫn từ báo Thanh Niên. Anh trưởng thôn kể về quyết định sinh tử sơ tán 115 người ở Lào Cai lên núi để tránh đại họa lũ quét. Anh phải nói là một trong những người có khả năng nhìn nhận rủi ro tiềm ẩn ở khu vực sau khi mưa bão số 3 đã đi qua. Báo Thanh Niên có bài viết như sau: anh chứ không khỏi lo lắng khi xảy ra mưa lớn nhiều ngày, quả đồi sau khu dân cư có thể đổ ập xuống bất cứ lúc nào, vì trưởng thôn đã đưa ra kế hoạch đặc biệt sơ tán 115 người dân lên núi lánh nạn. Ở thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, Lào Cai đã được chính quyền địa phương tìm thấy khi đang dựng lán trại trên đồi để tránh lũ và sạt lở đất. Vì trưởng thôn đã lên kế hoạch đưa mọi người đến nơi an toàn khi khu dân cư có thể xảy ra sạt lở. Rất là hay ha. Phải nói là anh có một cái giác quan đặc biệt. Anh có khả năng biết trước điều rủi ro ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Quyết định của anh đã là gọi là quyết định thần tốc. Và báo Thanh Niên có chia sẻ: anh Ma Xeo Chứ, 33 tuổi, trưởng thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà cho biết, sáng ngày 9 tháng 9, chỗ anh sống tiếp tục xảy ra mưa lớn. Anh và một số người, vài người không khỏi sốt ruột, liền đi kiểm tra quả đồi bên trên và phát hiện có vết nứt khoảng 20cm, sắp bị sập xuống. Anh tức tốc trở về và vận động bà con di dời lên một ngọn núi. Mà phải nói cũng rất may là bà con lúc đó cũng đầy đủ nắm bắt được tình hình mưa lũ kịp thời khi trưởng thôn về đã thông báo. Trong lúc di chuyển, một số người già, trẻ em gặp chút khó khăn vì không có dép hay ủng đi. Mọi người đi chậm, đợi nhau đến khi lên đến ngọn núi cao. Tôi muốn gọi điện báo với chính quyền, lực lượng công an xã, nhưng lúc đó mất điện, mất sóng nên không thể liên lạc được, anh Chứ cho biết. Phải nói là anh rất là tuyệt vời. Chúng ta phải chúc mừng anh, gia đình luôn luôn mạnh khỏe, bình an. Chúng ta hãy cho một tràng pháo tay thật rạng rỡ. Không có gì bù đắp được cho anh và những người bà con ở miền Bắc, miền núi chúng ta. Trong khi một số các xã lân cận cũng mất mát, đau thương. Bão đã làm cho cuộc sống bị ảnh hưởng, đảo lộn, tinh thần, mất mát quá lớn ha. Rồi chúng ta cùng nghe tiếp. Sau khi lên núi cao, những thanh niên khỏe mạnh được giao nhiệm vụ dựng lán, che chắn bằng bạt. Mọi người mang theo gạo nên phụ nữ nấu cơm cùng nhau ăn tạm, lánh nạn qua đêm. Sáng hôm sau họ cử người về lại khu dân cư lấy gạo rồi tiếp tục quay lại vị trí lánh nạn để đảm bảo an toàn. Trời, vẫn có một số người vì lúc di chuyển là không thể mang lương thực nhiều đi được, bỏ của cải lại hết và lương thực cũng không thể mang đi nhiều được, và hôm sau còn quay lại nữa. Thật sự ra phải nói là các bạn, các anh chị cũng rất là may mắn, lúc đó cũng không xảy ra sự việc mất mát về con người. Một trong số những người làm nhiệm vụ để quay về lấy lương thực, để dám hy sinh với tính mạng của mình, lấy lương thực để mang lên chỗ lánh nạn, phải nói là có những con người có trái tim rất cao cả. Rồi, tiếp tục và chúng ta sẽ nghe tiếp nhé. Câu chuyện của một người anh trưởng thôn cực kỳ hay. Chúng ta có thể phải nói là một cái gương quyết định. Anh có khả năng tuyệt vời. Chúng ta sẽ tìm hiểu về gia đình anh và chúng ta hãy hướng về cho những bà con quê hương miền Bắc, người miền núi chúng ta luôn luôn bình an và hạnh phúc nhé. Cũng theo anh Chứ,
chỗ anh sống cách một khu dân cư khác khoảng 4 km. Trước đây hai khu dân cư là hai thôn khác nhau, nhưng từ năm 2019 đã sáp nhập vào làm một thôn, được đi bị sạt lở nghiêm trọng. Điện thoại không liên lạc được nên anh không thể báo cho bà con ở khu đó về việc di dời. Trời, vì mất liên lạc không thể báo được, không biết rồi có sao không đây. Rồi, chúng ta cùng nghe nhé. Không may mắn, nước lũ đổ về đã làm sạt lở tràn vào khu dân cư đó, gây ra hậu quả đáng tiếc khi trôi dạt mấy ngôi nhà. Có người mất tích, vị trưởng thôn nói. Trời ơi, vị trưởng thôn rất là tuyệt vời. Rất là đáng tiếc là vì thông tin không thể liên lạc được đến những thôn làng hộ dân bên kia. Thôn làng bên kia có vấn đề gì thì chúng ta cũng thật sự là đáng tiếc. Quá buồn ha. Chúng ta vừa nghe và hướng về người miền núi chúng ta nhé. Ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, Lào Cai cho biết, đến tối nay, ngày 13 tháng 9, người dân thôn Kho Vàng vẫn tiếp tục ở lại núi lánh nạn để đảm bảo an toàn. Chính quyền địa phương hỗ trợ người dân 1 đến 2 ngày nữa sẽ hẹn bà con xuống điểm tập trung lấy lương thực, thực phẩm để chuyển lên núi cùng nhau nấu ăn. Thiên tai, mưa lũ không ai nói trước được điều gì. Khu dân cư đó khá nguy hiểm, có nguy cơ xảy ra sạt lở nên chúng tôi vận động người dân tiếp tục trên núi lánh nạn. Trước khi trưởng thôn di tản bà con, chúng tôi đã có văn bản chỉ đạo di dời người dân đến nơi an toàn để phòng chống bão số 3 và mưa lũ trước khi di chuyển. Vì không có sóng điện thoại nên không liên lạc được với trưởng thôn. Địa phương sẽ xin ý kiến đầu tư xây dựng một số khu dân cư mới để chuyển các hộ xuống tránh nguy hiểm vào mưa lũ. Việc này chúng tôi đang báo cáo địa điểm và xin chủ trương Ủy ban Nhân dân huyện. Ông Tuấn chia sẻ thông tin. Và giờ đây chúng ta sẽ xem tiếp về cuộc hành trình của... Giờ chúng ta xem tiếp về thông tin của những người tình nguyện đang đi đến và cứu trợ tại thôn làng này nhé. Trích dẫn của nguồn kênh Nùng Vlog. Chúng ta hãy cùng xem và các bạn đang làm việc tiếp cận với bà con, trao những phần quà và lương thực nhé. Tiếp nhận cái viện trợ hàng hóa của khu vực dưới Hà Nội lên và sẽ vận chuyển đi vào trong thôn Kho Vàng để cứu trợ những cái người dân ở trong này gặp khó khăn. Thế thì anh ở trong đấy là không nghe được một tí thông tin gì ở ngoài khu vực này đâu đúng không? Không biết cái gì về báo lũ đâu đúng không? Thế cũng chưa nắm bắt được tình hình gì của báo lũ Lào Cai đâu đúng không? Không biết gì đâu. Mình ngày bình thường là trên đấy vẫn có sóng mạng các thứ đúng không? Có mà, ở nhà làm có sóng có mạng có đấy là không có liên lạc, không có thông tin gì với mấy ngày rồi. Xe máy đi được thêm 100 m nữa thì sẽ phải đi bộ đâu đấy vài cây số. Ở đây thì có cả cư dân ở trong làng và những anh em tình nguyện ở ngoài nữa, cho nên là biết là tình dân tình cảm của đồng bào trên khu vực này nó như thế nào không? Không tình cảm người ngoài đều tới đây và hỗ trợ giúp đỡ nhau. Bây giờ tới hiện tại thì chỉ có cách là đi bộ thôi. Đến trước thôi nhá. Đây là chỗ đã an táng và 17 hộ chuyển ra đây này. Anh em sẽ dựng đây rồi. Chúng ta cũng cảm thấy rất là hạnh phúc. Nếu như trong trường hợp của chúng ta đặt vào vị trí như thế này thì chúng ta sẽ ra sao? Thật sự là sáng suốt tuyệt vời. Không có lời chúc nào tả hết trong chúc mừng gia đình cho đời trưởng thôn này. Chúc mãi có linh tính mắt bạc đưa bà con ra khỏi vùng núi.
chúng lại không cập nhật thì không có sao. Bên Đồng Tông là quả mặt đồi bên kia, còn mặt bên này là cục sạt sang bên này. À, từ đây kia cụ sạt là Đồng Tông bên kia là tổ xã. Xã gì nhỉ? Xã Đồng Lúc đúng không? Xã Đồng Lúc. Cốc Cốc Lầu đúng không? Bên này là Cốc Lầu, còn là bên kia là Đồng Lúc. À, bên kia thì thiệt hại bên người cũng rất là nhiều. Còn may mắn hơn là bên này là được trưởng thôn di rời ra hết ra đây. Mỗi người một cái lán, đồ thì trên tạm đến đây rồi. Có thể cho cái làng mà đây ở là cái chỗ gần sân chỗ sàn kia đúng không? À, gần chỗ làng mà hiện tại đang ở là gần chỗ sàn kia người ta. Ui! Chú ở trong làng à? Chú ở trong này đúng không? Chú phải người trong này không? Đúng là. À, đây là người trong làng sẽ ra tiếp nhận cái đồ tiếp tế. À, thì còn đây là các bạn nhỏ của ngôi làng đây. À, xin chào các bạn nhé. Ừ, có sợ không? Có sợ à? Chị ấy là chị là vợ trưởng thôn đúng không? Thế lều nhà mình ở đâu ạ? À? Cái này à? À, cái lều này là lều của anh trưởng thôn kho vàng đấy. Thế cái này là bếp đấy à? Chỗ này là bếp à? Chị bầu được bao nhiêu tháng rồi? 8 tháng rồi à? Anh là 91 đúng không? Thế chị là sinh năm bao nhiêu? 96 à? Ủa, chị có người chồng tuyệt vời đấy. Chồng của chị quyết đoán đấy. À, đây là cái lều của anh trưởng thôn kho bạc của nó ra. Chị có mấy người con rồi à? Hai à? À, tổng là ba. Đây là cái lều của anh trưởng thôn đấy ạ. Con lớn chị mấy tuổi rồi? 5 tuổi à? Đây là cái lều của anh trưởng thôn kho vàng đấy ạ. Cái lều nhỏ nhỏ, đồ đạc chắc vẫn ở dưới nhà đúng không? À, thế thì giờ còn dám ở khu dưới đấy nữa không chị? Không dám. Kiểu là anh cứ đi à, không có thế này nữa hay đâu còn đó, đi là lại mệt hết rồi. Bây giờ làm cái đám này không đi nữa. À, không đi nó sợ. Thế mấy tin tức ở ngoài là chị cũng không biết đâu đúng không? Thế ở ngoài ở tỉnh mình là thiệt hại nhiều lắm, sạt nhiều lắm. Không lấy tài sản đâu. Và người là chết hết đúng không ạ? Tính mạng là chết hết. Vâng, chỉ có sức khỏe của con người là mình có lấy lại được mà. Con người mình là trên hết. Đúng là anh trưởng thôn có cái quyết định sản xuất cho nên là yêu gọi 115 người đúng không? À bà, 115 người để di chuyển vào nơi an toàn, nơi cao nhất. Nhưng này theo quy định là khu vực cao nhất ở chỗ này rồi đúng không? À, khu vực an toàn. Cao nhất rồi đúng không? À, có nước rồi. Bên kia nhưng mà vẫn phải đi xa một tí đúng không? Một cây nữa à? À, di chuyển một cây nữa để đến cái chỗ lấy nước. Nhưng mà giờ chưa có dự định, chưa có cái gì để di chuyển đi đâu nhỉ chị nhỉ? Vẫn ở tạm thời đấy thôi nhỉ? Vâng, tuyệt vời quá. Đến đây thấy mọi người vẫn an toàn là tuyệt vời rồi. Anh em đi về ra. Thì cứu được 115 người. Cái bản của mình là bao nhiêu hộ anh? 17 hộ à? Thế là hôm đấy là anh như nào mà anh phản đoán được và kêu gọi dân mình di chuyển ra chỗ khác anh? Sáng ngày 19 thì anh em ở đấy thì đi trong đây đối diện bên kia thì thấy sạt lở nhiều quá, xong rồi anh em sợ là vẫn đang kiểm tra trên đường xem có biết thế nào không để cho các anh giờ cho em nhận kiểm tra thì mới thấy là có nguy cơ sạt lở rất cao, xong là anh em mới chặt cái lên rồi chặt cây vào để dựng cái lán. Đây bọn em là làm kênh bên YouTube đấy, thì nghe tin là cái
thôn của mình là được an toàn như này thì bọn em vẫn mừng, vẫn vui rồi. Thì bọn em có một tí gọi là gửi cho cái quỹ thôn của mình cái khắc phục cái hậu quả mà cái thiên tai này gây ra đấy. Thì anh là một người sáng suốt, một người nhìn nhận tốt cho nên là mới di chuyển được toàn bộ số dân mà 17 đúng không? 17 hộ dân đúng không? Di chuyển tới nơi an toàn như này thì quá tuyệt vời. Xin chúc mừng. Dạ vâng. Chúc mừng cái thôn của mình nhé. Là một tí động viên và khắc phục hậu quả thôi. Dạ vâng. Dạ vâng. Cảm ơn anh nhé. Dạ vâng. Em chào anh nhé. Chào anh trưởng thôn nhé. Okay, okay. Dạ vâng, chào toàn thể mọi người nhé. Dạ vâng, dạ vâng, không có gì ạ. Dạ vâng, xin chào, vâng, chào chị nhé. Xin chào toàn thể mọi người. Vâng, xin chào mọi người nhé. Xin chào mọi người. Bọn em là người ở Lào Cai luôn ạ. Dạ vâng, người Mường Khương. Dạ vâng, người Mường Khương ạ. Vâng, em xin chào cả đoàn nhé. Dạ vâng, xin chào cả đoàn. Dạ vâng. Dạ vâng, xin chào cả đoàn ạ. Chào mọi người nhé. Dạ vâng.